cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như ngày xưa ai bên nhạc yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh. Hôm nay ở đây thì em lại lên một combo nữa để gửi cho anh Đậu Văn Cảnh, có địa chỉ là tại xóm Hồng Nhất, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Một combo karaoke giải trí gia đình với tổng trị giá là 36.200.000 đồng, với sự xuất hiện của hai thương hiệu, đó chính là DB Acoustic và CF Audio. Có một điều các bác lưu ý là tất cả những cái hàng ở đây đều là hàng nhập khẩu chính hãng, bảo hành đến 25 các bác nhé. Và khi các bác sử dụng những combo bên em thì các bác yên tâm là sao ạ? Về nhà chỉ việc là bật lên và dùng thôi. Còn lại mọi thứ từ dây dợ, phụ kiện, hỗ trợ các bác setup là bên em sẽ hỗ trợ các bác hoàn toàn. Các bác không cần phải lo vấn đề đấy. Và khi mà setup thì bên em sẽ làm 4 chế độ để các bác có thể là ở nhà để chuyển chế độ và thưởng thức bộ già này. Đầu tiên trong combo này ở đây sẽ có một chiếc quản lý nguồn DB Acoustic P9. Đây là một thiết bị mà nó bảo vệ bộ dàn rất là tốt và giúp các bác dùng bộ dàn thuận tiện hơn, bật tắt dễ dàng hơn và nhanh hơn. Tiếp theo ở đây là một bộ mic DB Acoustic Lanolin Plus. Đây, quay lên các bác xem. Dòng mic này là dòng mic cũng rất mới của DB Acoustic New 2021. Có thể các bác dùng làm sự kiện này, làm gia đình này, làm phòng hát đều rất là ok. Hiện tại thì đang có mức giá là 4.800.000 đồng các bác nhé. Đây, tay mic rất là ok. Cái dòng này thì em lắp phòng hát khá là nhiều nên là chất lượng các bác yên tâm. Ưu điểm của dòng này là nó tiếng nó rất là dễ hát. Đấy, nó đầm và nó đủ dài. Đây, tay mic cũng khá đẹp. Ok chưa ạ? Rồi, đây là bộ mic. Còn đâu tiếp theo sẽ là một con vang S700. Thì trong một bộ dàn thì cái vang số đấy quyết định xem là cái bộ dàn nó có hay hay không, và nó sẽ là một cái thiết bị mà chỉ huy cả bộ dàn. Một con đẩy 2 kênh D2610 đấy. Với con này thì sẽ là mỗi kênh 600W và sử dụng mạch công suất Class H cao nhá, để chơi với một đôi loa CF FD12. Đây các bác xem này. Với giọng này thì cái đặc tính của nó là tiếng bass nó rất là mạnh, tiếng chép sáng, và các bác dùng nghe nhạc mạnh, nhạc bốc thì quá tuyệt vời luôn. Với cái dòng này thì em cũng là vào khá nhiều công trình rồi nên các bác yên tâm về sản phẩm. Và cuối cùng ở đây là một thiết bị mà ngày nay để có một bộ hát hay, một bộ nghe nhạc hay thì sẽ không thể thiếu được, đó chính là một con súp. Ở đây là con súp điện bát 30 của DB Acoustic có model là SW12B các bác nhé. Với dòng này thì nó sử dụng từ kép và tiếng ra rất là sâu và mềm. Với bộ này các bác có thể là chơi tốt được như em nói rồi, trong diện tích phòng khoảng tầm 45m² đổ lại. Và ngay bây giờ thì em sẽ lắp ráp lên và hướng dẫn anh Cảnh cái việc kết nối cũng như là test để các bác nghe cái chất âm của combo này. Và các bác phải xem thì combo này ngoài cái chất âm ấn tượng ra thì nó còn rất là đẹp. Nó đồng bộ với một màu đen đây, các bác xem này. Đấy, nhìn nó rất là cuốn hút đúng không ạ? Rất là sang trọng của cuốn hút. Đây, đồng bộ từ vang, từ mic, từ đẩy, từ quản lý nguồn và loa luôn. Dòng CF này cũng màu đen, nhìn khá đẹp mắt. Và bây giờ thì em sẽ alo để các bác có thể là trải nghiệm một số cái mốt em đang cài sẵn ở đây. Sẽ có 4 chế độ. Đầu tiên, mốt 1 sẽ là mốt Eco các bác nhé. Lên 1, 2, 6, 7, lên, lên, lên. Mốt thứ 2 là mốt Reverb này. Lên 1, 2, 2. Reverb thì em thích cài ướt át một chút để các bạn hát cho nó dễ. Mốt thứ 3 là mốt Eco Reverb, mặc định sẽ là mốt thứ 3. Lên 1, 2, 2. Và cuối cùng là một mốt để các bạn có thể là nghe nhạc mạnh và hát những bản nhạc tiết tấu nhanh như là nhạc remix chẳng hạn. 1, 2, 6, 7. Đừng buồn em nhé khi đã lỡ yêu anh rồi. Bây giờ thì mời các bác hãy thưởng thức ngay cái chất nhạc của combo này nhé. Một bản acoustic nhẹ nhàng. Đánh rất là hay, bass sâu, chép sáng. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn phóng hay.
cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ anh. Ôi, hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai. Bao đêm cô đơn vắng anh. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi. Cho hạt mưa rơi hết buồn. Thì em sẽ hát một bài để các bác cảm nhận được cái chất bích của nó nhé. Còn đâu cái việc khú rít thì đảm bảo với các bác là yên tâm rồi, không phải lo. Alo. Hôm nay thì em sẽ hát các bạn nhé. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng. Ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tổn định nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn. Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bóng mơ người đẹp lâu hoa. Rồi một hôm tôi gặp nàng đẹp tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai láng. Những tháng đôi quá bé bàng bao tiếng hát cùng đàn cười chẳng mà con chê chan. Nhìn đời thấy lắm phù phàng mượn tiếng hát cùng đàn với niềm đau dĩ vãng. Nhưng bao giông tố lan tràn lên ngát tia huy hoàng siêu độ theo nước mặt mặt alo, alo. 1 2 6 7 alo. Vừa rồi thì các bác vừa được thưởng thức chất âm của combo em gửi cho anh Cảnh Hà Tĩnh, một combo mà với tất cả những cái hàng rất là mới nhập khẩu và với chế độ của hành dài hạn cũng như là chất âm thì em cũng vừa test thì các bác nghe qua rồi đúng không ạ? Combo này tổng trị giá là 36.200.000 đồng. Và nếu như các bác nghe bộ dàn này mà muốn có những cái đánh giá nhận xét gì thì các bác để lại những cái nhận xét các bác ở dưới nhé, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau. Và nếu như các bác xem video thì hay để lại cho em một like và một đăng ký kênh. Và bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip test tiếp theo.